Bây giờ mấy cháu về rửa đi, năm 30 49 nè, phật thầy nè, rồi mình rồi cháu đếm tới coi phải là 10, ủa 9, 9 cái can, 9 cái can là kỹ không đó nha, 9 cái can là kỹ không đó, tức là 90 năm, cho nên tôi đò 90 năm như hồi đó, ông địch với tôi thì không nói cái đó. Bây giờ này tôi đi làm nhà thương bể này, cái gãy cái giò tôi mới mò ra, mới mới từ từ mới 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 Cũng ráp vô. trong nhưng mà Thì ra cháu mò kỹ phải 90 năm, mà là chín chín cái kỹ nha, kỹ dậu đó. Rồi bây giờ nó là 90 cái, rồi bây giờ kỹ dậu nữa cũng 90 cái nữa, tới cái ngày mà kết thúc đây cũng là kỹ dậu nữa. Đây là nó lấy câu nói của ông ba, nói của Phật Tài Đan nè. Ông ba nói gì nè, cái quên cái xuất xứ, bị cái đó mình mới coi thường không nhớ. Chốn dương gian âm phủ mấy miền, bốn câu này là đủ đủ nằm trong đó nè. Đồng nhất lý, đồng nhất lý là cái gì? Đồng nhất lý thì mình hiểu sao đó, mình hiểu mà phải si tiền đạo nghiệm hậu. Si tiền là ai? Si tiền phải si Phật Thầy Thế Tôn ra đời năm nào, rồi kết thúc năm nào. Đồng nhất lý mà phải si tiền nghiệm hậu, rồi khó xét nổi, mít luôn, khó xét nổi mới nhị niên kỷ dậu đó. Ra 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 lẽ đó, ra lẽ tại câu đó đó, khó biết nổi mới nhị niên kỷ dậu, thì dựa vào can chi không? Rồi khó trở ra mà có hậu mà lại có tiền. Ủa, hậu với tiền đi chung hả? Dạ Nam mô Bổn Sư Mà Thích phải Ca này Mâu đi Ni chung. Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Thì nhóm của chúng tôi hôm nay đến đây, thứ nhất là viếng thăm sức khỏe của ông hai, có tên là ông hai Chuyển. Chuyển Hai Chuyển và phát triển dạ phát triển. Dạ thì ông hai cũng là một bạn đồng tu của chú Sáu ở bên Tổ Đình Hòa Hảo. Thì quả là biết đâu biết bao, khi lúc này là có một cái vị cao niên cao đồ mà còn thọ tuổi đến giờ này mà biết chia sẻ giáo lý Phật giáo Hòa Hảo thì quá quý. Thì hôm nay chúng cháu đến đây trước tiên là giữ sức khỏe, sau là muốn nhờ ông hai cho biết về cái can chi cũng như là câu giảng của thầy trong một giáo sư tích muốn làm thiền gắn nhịn đường thang, thì ông hai cho biết là một giáo là như thế nào. Nam mô Di Đà Phật. thì thầy nói câu nó rõ cái giáp đó, thì nó có can và có chi, mà trong một giáp đó, thì cái giáp lớn đó là 60 năm, nó đáo lệ niên là một lần, cũng như thầy ra đời ngàn chín năm kỷ mão, rồi 60 năm nó trở lại kỷ mão một cái nữa, rồi ngoài cái đó đó thì nó đi vòng vòng rồi nó cũng trở lại 60 năm. Còn cái can mà cái can cái chi mà cái chi nhỏ đó thì là 12 năm, thì 12 năm cái chi nhỏ đó là nó đi trùng lại một cái chi gọi là can chi trùng bộ. Thí dụ như kỷ mão thầy ra đời thì 60 năm nữa mới kỷ mão, đó là cái đó đó là can chi nó đi trùng bộ là nó lâu lắm. Còn cái của mình á, cái chi nhỏ đó thì nó có 12 năm nó lại, ví dụ như đến Thân Dậu cơ trời thấy lộ thì mình biết Thân Dậu thì 12 năm, thì nó phải có cái năm Thân với năm Dậu nó gắn liền. Thân là Dậu nữa tức Hợi, thì bắt đầu trở lại mới Tý Sửu dần mẹo thìn tỵ ngọ mùi Thân Dậu tức Hợi nữa, đó là cái chi đó, cái chi nó 12 năm. Còn cái can á, cái vòng quanh của can nó có 10 năm đó. Ví dụ như giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, cái trả lời bắt đầu một ra là được cũng giáp Ất Bính Đinh Mậu Tân Nhâm Quý đó, mà đến hoài cho đến ngàn ngàn muôn dùng thì quay lại ấy can đó, nhưng mà tìm hiểu mới được thì tại sao tôi dám nói thật thật càng trăm năm thì kế vị ra cho Phật Thầy Đan thì phải là 1.000
949 sao lại 1039 thì là ra vì cái lý do giật lại đó. Giật lại là hết hết 10 năm, 10 trăm năm. Thì người ta nói năm mới được thì người ta đoán nó chưa đúng. Thì là nó có 90 năm thôi. Bị gì bắt đầu để qua nói cái này cho mấy cháu nghe. 1839 nha, bây giờ đếm nè. 39 rồi 49 là 10 năm nè. 59 nè, 69 nè, 79 nè, 89 nè. À rồi từ 99 nè ha. Rồi 2009 nè. 2019 rồi 2029 rồi 2039 là nó tức là nó chạy đủ là 90 năm của Phật thầy. Như vậy là đếm nó trọn bì trọn cốt, tôi đếm rồi hết. Rồi tới 39 của Đức Thầy. 1139 nè, rồi 1949 là 10 năm nè, nó trở lại cái 1849 10 năm nè, 1959 nè, 1900 mà 59 là 69 là 1979, 1989 rồi 2009 rồi 2019 rồi 2029 thì nó trúng 90 năm nữa. Thì tổng cá kết đó là 9 lần 10 năm là 90 năm mà nó nằm trong can không. Thì cái can mà tận tới sát bên đây là cái can này quả quyết đó là cái can trong Phật Thầy Đan của mà là lời của ông Ba nói là có nói. Có nhiều chỗ đó, trong 10 năm dựng nghiệp Minh Đình, biển hồ lai láng mà mặt tình cá đua là trong 10 năm là kể như nó có một can đó. Những nghiệp Minh Đình là về cái can đó nằm nhằm cái chỗ là canh tân sực nứt ngùi hèn. Nhâm quý bàn lãng, nhà ngoại đem binh vào. Đó. Giáp thời thấy rõ bên đau, ất niên chiến quả mới xâm vào tàn lan. Đó trong 10 năm dựng nghiệp Minh Đình đó là của ông Ba. Thì 10 năm nó bắt đầu từ tí chí, tí sửu dần mèo thình tị ngộ mùi thân dậu là 10 năm. Rồi tức hợi á, tức hợi trong bài mà không phải cái không phải tỏ câu mình biết kêu mà không phải cái bài tỏ câu mình mật ngay lô chút cơ quyền là cũng nói rõ còn hai năm chót là hai năm chót kế rồi cũng nói rõ là tức hợi nhị niên giai tiền định tức là cái gì nói liền ha tức là chó kêu là mậu tức rồi mới tân hợi là hai đó là nhị niên giai tiền định rồi mới quần lai thượng cổ mới bình yên. Thì vì lý do đó mà tôi mới quả quyết là tức hợi nhị niên giai tiền định quần lai thượng cổ mới bình yên là tức tới đây là tức gì mậu tức đó rồi mới tân hợi là hết cái phần chi rồi tí sủ cho đến cái phần hợi là tức là hết cái phần chi giờ trở lại phần can lại nó rồi tăng rồi cái bắt đầu đi lại cái phần can này tăng rồi giáp ất bính đinh màu kỷ canh tăng rồi trở lại giáp ất bính đinh màu kỷ canh tăng rồi 10 năm giáp ất bính đinh màu kỷ canh tăng thì nó trở lại là mậu tức rồi tăng hợi là đời cái đời tăng của thượng quân thánh đức. Nói vậy thì không có nói năm nào nhưng mà nói vậy mấy cháu mấy ông có biết thì vì ta nặng cái đó ra ta biết chứ không còn nói năm nào. Bị gì Phật Thầy Trang nó bốn cái chi qua chín cái chi thì là nó trổ ngay 1939 là kỷ mão thầy ra đời thấy không, thành ra đời thầy năm kỷ mão nó xuống mượn xác nhằm năm kỷ mão thì sao là Phật Thầy Trang có xác rồi sao giờ xuống mượn xác nữa, tại vì cái xác Phật Thầy Trang nhớ lại xác thầy xưa cũng hoại là vì xác Phật Thầy An phải hoại, còn xác Phật Thầy Hòa Hảo bây giờ không có hoại, nghĩa là sẽ về lập hội. Bị gì sao tôi hiểu là dựa vào giáo lý đó mà tôi nói chứ tôi không nói ngoài. Cho nên tôi nói mà dù ở trên chính quyền bắt lỗi thì tôi cũng trả lời trong cái phạm vi của thầy tôi nói.
cũng như cán bộ theo cái ông bác như thế nào làm thì phải hiểu nghĩa, hồi đó không hiểu thì làm khác, bây giờ hiểu phải làm theo. Thì tôi bây giờ ngày tôi nghiên cứu vậy. Thì như vậy là nó 90 năm thì bắt đầu có thầy là 1939, phải không? 90 năm rồi nó kỳ hạn là đến năm nào là 90 năm nữa. Thì đến tới nè, đây là 39 rồi, rồi 49, 59, 69, 79, 89, rồi 99 là 60 năm rồi. Nó trở lại kỷ mão đó, thầy nói đó. Thầy ra đời đó rồi kỷ mão, rồi 69, rồi 79, 89, rồi tới 99. Thì mà hôm giải phóng rồi mới 99 cũng có ăn rồi đó. Thầy tôi nói trời ơi, 60 năm này sợ lại ngay quá rồi. Nó thành ra mới mò nhờ, mò hoài mới gặp. Thì gặp rồi mới ráp can chi nó dính. Mà ráp can chi nó dính là từ Phật Thầy á, cho đến ngày nghĩa là Đức Thầy ra đời là 90 năm là nó cái phần trang với chi nó Iran. Rồi cái phần Phật Đức Thầy 90 năm tới đây thì anh em mò ở trong trang chi đó. Bị gì thầy tôi nói trước mới ra đời thầy nói đến Thân Dậu cơ trời thấy lộ. Mà ủa hết đau binh rồi quy cổ về kim này cái đó cái gì sao mà dám nói. Cho nên cái của Phật Thầy là nói cái bài đầu gọi là cái kêu mà Bửu Linh Tự, cái của Phật Thầy là cái hiệu là Bửu Sơn Kỳ Hương đó. Cho nên mình phải nói rõ cái đó. Rồi nghĩa là cái bài đó nó nói như vậy, là bài của Phật Thầy nói như vậy, nói Bửu Sơn Kỳ Hương ha. Rồi bắt đầu đọc ngang nè. Bửu Ngọc Quân Minh Thiên Diệt Nguyên tung hoành đốc á, rồi mấy kế chỉ sơn bửu sơn, sơn trung sư mạng là địa nam tiền. Ý nghĩa là sao mà sơn trung sư mạng mà địa nam tiền. Rồi mấy kỳ niên trạng tái tân phục quốc, rồi mới tới cái bài là hương sức trình sanh tạo nghiệp yên. Tạo nghiệp yên, bây giờ tới nè, bây giờ đọc ra xuống nè. Bửu sơn kỳ hương ngọc trung niên sức quân sư trạng trình, rồi mới minh mạng tái sanh. Rồi bây giờ gì ta dừng ta chờ đợi lệnh thiên, thiên địa tân tạo, rồi mới Việt Nam mới phục nghiệp. Cái câu đó nghe rõ không? Thiên địa tân tạo là trời đất định đạt cái này. Nó mới nguyên tiền quốc yên là giảng hát tiều. Vậy rồi chứ không có gì hết. Là gì thiên địa tân tạo là cái gì? Thầy nói ta dừng ta chờ đợi lệnh thiên, Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng. Thì cái ngày kết thúc là chung quy lại là cuộc thầy và Đức Thầy là 180 năm. Đó là cái đó nói là quá sát đó. Tại mấy cháu hỏi phải nói sát. Chứ cái đó tôi không nói sát mà thì nó không ai nói tôi được. Mà tôi nói sát vậy mấy cháu mới biết. Mà nếu không nói sát thì mấy cháu làm sao mò được. Nói cho sát rồi mấy cháu mò rồi mấy cháu mới về dựa vào can chi mấy cháu ráp nó mới trúng. Bây giờ mấy cháu về rửa đi năm 349 nè, Phật Thầy nè, rồi cháu đếm tới coi phải là 9 cái can. 9 cái can là kỹ không đó nha. 9 cái can là kỹ không đó, tức là 90 năm. Cho nên tôi đò 90 năm như hồi đó. Ông địch với tôi thì không nói cái đó. Bây giờ này tôi đi nằm nhà thương bể này, cái gãy cái giò tôi mới mò ra mới từ từ mới ráp vô. Thì ra cháu mò kỹ phải 90 năm mà 99 cái kỹ nha, kỹ dậu. Đó, rồi bây giờ là 90 cái, rồi bây giờ kỹ dậu nữa cũng 90 cái nữa. Tới cái ngày mà kết thúc đây cũng là kỹ dậu nữa. Đây là nó lấy câu nói của ông ba nói của Phật Thầy ra nè. Ông ba nói gì nè, cái quên cái xuất xứ, bị cái đó mình không coi thường không nhớ. Chốn dương gian âm phủ mấy miền, bốn câu này là đủ nằm trong đó nè. Đồng nhất lý. Đồng nhất lý là cái gì? Đồng nhất lý thì mình hiểu sao đó mình hiểu. Mà phải si tiền đều nghiệm hậu. Si tiền là ai? Si tiền phải si Phật Thầy Thái An ra đời năm nào, rồi kết thúc năm nào. Đồng
nhất lý mà phải si tiền nghiệm hậu, rồi khó xét nổi, mít luôn, khó xét nổi mới nhị niên kỷ dậu, đó ra lẽ đó, ra lẽ tại câu đó đó, khó biết nổi mới nhị niên kỷ dậu, thì dựa vào can chi không, rồi khó trở ra mà có hậu mà lại có tiền, ủa hậu với tiền đi chung hả, mà phải này đi chung không? Khó trở, khó xét nổi nhị niên kỷ dậu rồi khó trở ra vô hết ra mà có hậu mà có tiền, hai cái dính gì. Cho nên đó đức thầy nói là chờ thiên địa châu nhi phục thủy, châu nhi phục thủy là giáp mối nè, thầy nói giáp mối gọi là châu nhi phục thủy. Như đời xưa có gã Tử Phòng xem thời cơ người đã rõ thông, dùng tôi thiểu mà an bá tánh, đó áp dụng câu đó vô đó cái chỗ mà châu nhi phục thủy. Còn cái bùa, cái mà đồ thơ của mà Phật thầy An thì nói một câu tôi thuộc có, còn có hai câu chót à. Châu nhi phục thủy an bá tánh mà thượng cổ hoàng ư thế tự nhiên, còn sáu câu trên quên. Đây là vậy là mấy ông nào mà mò đạo mà tuổi nhỏ hơn tôi bằng tôi thì mò được cái đó là cũng hay lắm, thì nghiên cứu cái đó mò. Cái tôi nói vậy nó có ngoài cái đề gì không, thì tôi đâu có nói đây, tôi đâu có can dự gì tới chính quyền, nhưng mà chính quyền mà gì mở rộng cái này cho mình lo cái gì đúng thôi à. Mà nếu ai có bắt lỗi thì tôi nói tôi dựa vào, tôi học thầy tôi dựa vào cái đó. Vì thầy tôi có nói một câu nói thiên cơ ai dám nói thừa, mà trong bá tánh mới chẳng ưa điên khùng, việc thiên cơ mới khùng tỏ hết trơn, cho trần hạ mới tường nơi lao lý, có biết thiên cơ mới có biết lao lý mới sợ không tu, có coi gì không? Thì như vậy á, là bây giờ cái chỗ mấy câu giảng thì ghép vô đó nó có nghĩa một chút, nó có cái ý nghĩa. Rồi bây giờ mấy cháu tới đây giờ tôi hết cái bài vở đó, còn mấy cháu muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi. Hỏi bệnh dịch tôi nói bệnh dịch, còn mà tôi hỏi câu giảng nào nghĩa sao tôi hiểu tôi nói cái đấy ra. Thì kính thưa ông Hai, thì vừa qua ông cũng đã chia sẻ về phần can chi cũng rồi, can chi rồi đó, rất là hay, rất là ý nghĩa. Vậy theo ông là đến năm nào 2029 hay là năm nào đang để quả quyết được cái can chi đó đến không? Tôi có nói quả quyết hôm trước là vì cái quả quyết của tôi tính rồi á, thì 2019 rồi tới 2029, cái can 2019 rồi 29 nó phải là nó thuộc về kỷ không? Cái năm đó là cũng cái năm kỷ nữa, 2019 nó rồi đến 2029 tới đây cũng là kỷ nữa, thì 2029 là bãi trường. Nếu lại ai hỏi nó sao thiên cơ ông dám nói, tôi dựa vào giáo lý của thầy, việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn, cho trần hạ tường nơi lao lý. Cho nên bây giờ lúa thần nông tôi biết nó có 3 tháng rưỡi rồi, rồi đó giờ tôi cũng thả trôi thả nổi hoài, bây giờ tôi biết nó 3 tháng rưỡi rồi, bây giờ nó còn tháng nữa được ăn, tức là 2 tháng rưỡi, thì tôi phải lo săn sóc chứ có gì đâu, chứ đâu có đụng chạm với ai. Mà cứ hỏi tôi thì ông cho tôi, ông cán bộ ông có dám làm sai lời của thầy không? Đâu dám làm sai, cũng phải làm y theo lời của bác nói, không có gì quý hơn độc lập tự do. Mà bác cũng có nói cái câu là cần kiệm liêm chính chí công vô tư. Bác cũng dựng câu đó lên bác nói để cho cán bộ bác làm đúng theo đó, mà có ai làm đúng thì nhờ là không đúng thì ráng chịu, cái đó mình không dám nói. Còn phần tôi thì tôi nói bên đạo vậy thôi, nhưng mà tôi sống đây cũng sống cũng nhờ chính quyền. Lý do gì cái bước đầu nó hơi đau khổ, về hòa hảo đau khổ lắm, bị gì nó có cái chuyện mà hiểu lầm hay sao đó cho nên mới có việc xảy ra. Rồi thôi vậy cắt cái đó đi. Rồi thôi hỏi cô giảng đi, cắt cái đó đi.